Duy Mạnh ở lại câu lạc bộ Hà Nội vì vợ con. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh cho biết anh quyết định gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với câu lạc bộ Hà Nội vì muốn được ở gần vợ con, gia đình. Trưa ngày 7 tháng 5, câu lạc bộ Hà Nội thông báo đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Duy Mạnh đến hết mùa giải 2026-2027. Bản hợp đồng trước đó của Duy Mạnh và đội bóng thủ đô có thời hạn đến tháng 11 năm 2024. Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Hà Nội Fan Club tích cực đàm phán để giữ chân cầu thủ người Đông Anh. Duy Mạnh cho biết anh nhận được nhiều lời đề nghị từ các đội bóng nhưng quyết định tiếp tục gắn bó với Hà Nội Fan Club vì muốn được ở gần gia đình. Gia đình, vợ con là lý do tôi quyết định ở lại. Gia đình là điều vô cùng thiêng liêng, quan trọng với bất kỳ ai. Được gần gia đình, người thân là điều rất tuyệt vời. Vì vậy, tôi ưu tiên ở lại Hà Nội để được gần gia đình, hỗ trợ vợ con. Sau giờ tập hay thi đấu, tôi có thể chăm sóc, đưa con đi học. Đó là những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn. Là người đã có gia đình, tôi nhận thấy mình phải có trách nhiệm cho những việc đó, Duy Mạnh nói. Đỗ Duy Mạnh sinh năm 1996, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Anh được đôn lên thi đấu cho đội 1 Hà Nội Fan Club từ năm 19 tuổi và nhanh chóng có vị trí chính thức. Đến nay, cầu thủ người Đông Anh đã ra sân 199 trận đấu trên tất cả đấu trường và đóng góp 9 bàn thắng cho đội bóng thủ đô. Anh cùng câu lạc bộ Hà Nội giành 4 chức vô địch V-League 2016, 2018, 2019, 2022, 3 cúp quốc gia 2019, 2020, 2022 và 4 lần đăng quang siêu cúp quốc gia 2019, 2020, 2022, 2023. Tôi đã có được nhiều thành tích trong những tháng ngày vừa qua tại câu lạc bộ Hà Nội nhưng với tôi, điều đó chưa bao giờ là đủ. Hy vọng rằng trong 3 năm tiếp theo, tôi và toàn thể đội sẽ cùng nhau hướng tới những thành tích tốt hơn nữa, Duy Mạnh nói về mục tiêu sắp tới cùng Hà Nội Fan Club. Ở mùa giải này, Duy Mạnh từng có giai đoạn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương nhưng cũng đã ra sân 10 trận cho câu lạc bộ Hà Nội tại V-League. Với 8 lần đá chính và 2 lần vào sân thay người, câu lạc bộ Hà Nội hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 23 điểm sau 16 vòng đấu, kém đội đầu bảng Nam Định 12 điểm. Ở vòng 17, Hà Nội Fan Club sẽ đối đầu Viettel trong trận derby thủ đô tại sân vận động Hàng Đẩy vào ngày 9 tháng 5. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.